Quang nổi không? Ừ. Cố lên. Cố lên. Ơ con bò. Ơ con bò. Sao con bên đây? Xin chào các bạn đã quay trở lại với Trung Nguyễn Phết Sinh. Video ngày hôm nay mình đi câu cá. Và hôm nay có một điều khác biệt, mình dẫn một team đi câu cá cùng với mình. Buổi câu cá của team ngày hôm nay như thế nào các bạn sẽ theo mình xem nhé. Ok. Sáng sớm mà đi câu cá lâu quá, chưa kịp ăn sáng này vô hồ kêu uống bột với ăn đỡ tự xử luôn. Mời các bạn ăn cùng mình nha. Đây là món bún bò Huế. Quá ngon. Rồi mời anh em ăn cùng với Trung Nguyễn Phết Sinh nha. Mời cô Caramel ăn luôn nha. Đây nè. Ngon. Được. Cái cần này cẩn thận, đưa cả đánh dưới đây. Đây. Rồi. Rồi, ok. Ôi xong anh rồi đi, đi thẳng vô trong rồi, đi vô trong rồi. Đầu tiên các bạn cầm cái dây. Dây. Dây đâu, dây đâu? Dây này. Dây này rồi, chúng ta xỏ vào cái khóa. Tòng tang chưa? Xoắn, xoắn, xoắn. Xoắn nghĩa là không phải sợ đó. Không phải xoắn. Rồi, xoắn chưa? Xoắn nè. Đây, hai ngón tay xe này nè. Xoay này cho nó xoắn, xoắn, xoắn. Chưa? Xong chưa? Bạn nào xoắn được như ăn rồi, cho xem nào. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, chúng ta sẽ cầm ngay cái chỗ mà nó đang ngã ba. Chúng ta ngã ba, rồi. Cầm ngã ba chưa? Rồi, xong chưa? Chúng ta lấy cái dây dư, xỏ xuống cái nõ. Đó, xỏ đúng nõ nha mấy em. Xỏ sai nó không được nha. Nha. Đây. Đây. Đây nè. Cái lỗ của dây. Đó, thấy chưa? Nè, xỏ cái lỗ này rồi chưa? Rồi, sau đó chúng ta rút xuống. Rút cái dây nhẹ xuống. Sao mà căng thẳng thế? Rồi. Cái này nó rồi. Không bị cong. Không chưa? Rồi, được rồi. Rút nóng nóng nhẹ nhẹ thôi, được chưa? Rút dây dư đó. Dây nào dây? Rồi. Rồi xong chưa? Rồi các bạn nào giờ xong rồi? Rồi, rồi xong chưa? Khoan, rút nhẹ nhẹ. Rồi sau đó chúng ta cầm cái khóa và cầm cái dây trên, bỏ cái dây dư ra. Kéo mạnh một cái. Ít. Rồi, vô xong. Rồi xong. Đẹp luôn. Thấy chưa? Đẹp dễ đơn giản không? Đơn giản không? Đâu. Phân kia đi nó đẹp rồi. Nè, cái này là em kéo chưa chặt, cắt kéo chặt cái nó tụt, trời đẹp cực kỳ luôn. Nè, nhìn coi xem phải cái cách rất là đơn giản mà hiệu quả đẹp không? Rồi, nếu mà ở đây có cái này kinh nghiệm nha, có nhiều hồ là có nhiều hồ cá lớn là một, nhưng thứ hai là cái dây của mình nó chảy là hai, thì chúng ta phải thắt nút cái đuôi này lại nữa, tại con cá nó kéo nó sẽ bị tụt. Chết rồi. Rồi cắt rồi thôi. Rồi. Lưu ý nha. Đó. Đó xong rồi tôi cắt cái này đi. Rồi xong. Xong rồi đem vô gì luôn. Ồ, em thắt tốc cái dư để thắt nút để cho nó biết là nó tụt tới đây nó hết đứng lại. Đó. Xong chưa? Các bạn nào cột chưa đẹp thì có thể cắt tóm lại. Và chúng ta sẽ trộn mồi và bóp mồi. Để câu cá ngày hôm nay, team nào mà chiến thắng hôm nay sẽ tặng một cây cần câu cá. Hai cái cần đó cho các bạn sẽ lựa chọn một trong hai cây đó. Ok chưa? Dạ. Sung chưa? À, sung chưa? Này, yeah. Cần đây nha, không có máy nha. Đúng rồi. Cần thôi. Ok. Bây giờ ở trong này là một lít nước rưỡi, ba cái xô này đều giống nhau. Bây giờ các em sẽ trộn cám vào, chúng ta sẽ trộn đổ 70% vào trong xô, 70% vào trong xô. Sau đó chúng ta trộn thật đều. Còn đều xong chúng ta nhồi thật dẻo, sau đó chúng ta sẽ vào 30% còn lại. Còn bạn cùng team của mình sẽ bóc bánh cá. Đúng không?
bạn cũng đi mình bóp bánh tráng, sau đó cán xong mình bóp thì xem ai được cục mồi làm nhanh nhất, đẹp nhất. Ok chưa? Rồi bắt đầu action, cán đây, nán đây. Đó. Rồi. Chưa, rồi xé chưa? 70% nha. Đó, đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta phải trộn mồi luyện tay cho nó dẻo dẻo, chơi game nó mới máu. Móc 3 cán hả? Chúng ta quậy đều như quậy cháo nó cũng được. Móc một cái sao hả? Móc theo kiểu gấp xếp ấy. Anh hôm nay để cho các bạn trải nghiệm để sau này các bạn đi câu cá các bạn biết sẽ xử lý và sử dụng cách trộn mồi bóp mồi như thế nào. Nó bị làm gì đó bị khó rồi. Ok. Có vẻ bạn đầu này nè, có vẻ là chuyên nghiệp hơn nè. Đây là một dàn trai đẹp của tôi bắt cá này. Cố lên, cố lên, cố lên. Xin giới thiệu em tên là gì, ở đâu đến đây? À, em thuộc đội 1, em là Cao Bạc TV, Ranger. Ok, còn bạn kế bên là bạn gì đây? Tên Tú. Anh Tú. Còn em tên Giang. Tên Giang, rồi. Còn bạn? Seven nha. Seven, rồi, ok, cố lên Seven. Rồi, sau một thời gian xem các bạn làm cục mồi nào. Tao mồi từng đội nào, xem nào, đội của bạn Quốc này. Cái này em đang tưởng tượng em bóp hình cái gì đây? Cái bơ. Cái bơ. Còn em là cái gì giống hồ lô quá. Hồ lô. Còn xem là đội bên cái bên. Trời, chả bá nữa, này không biết chắc gì luôn. Chắc lưu đạn. Rồi, còn đội đơn này tiết kiệm bóp nhỏ nhỏ mà dài dài đó trời á. Có gì? Cái lời bị héo. Chị lời bị héo. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đem cục mồi của mình bóp chúng ta đi quăng. Ok, để kiếm cá, thay mồi. Sau đây là dàn trai đẹp của chúng tôi bắt đầu ra cần. Hôm nay Trung Nguyễn Phát Sinh rất là vui và rất là tuyệt vời là được hướng dẫn các trai đẹp và để học câu cá ngày hôm nay. Nào, bắt đầu nha. Ok. Rồi rồi. Rồi, đây, nè, xong chưa? Nè, nè, đây, ngón tay. Rồi, sát, bóp sát đây, kéo sát vào chỗ tay mình cầm. Rồi, đúng rồi, mở càng. Xong chưa? Chuẩn bị xuống cần. Sẵn sàng chưa? Quăng một nuôi một lần hết mà trời. Câu thi phải công bằng chứ. Xong chưa? Cameraman quay chưa? Ok. Bắt đầu xuống cần nha, là các bạn nhìn nha. Đi câu cá chúng ta phải nhìn đằng sau. Có thứ nhất là có mọi người ở đằng sau, chúng ta không nên quăng. Quăng lấy câu sẽ móc vào các mặt mặt của các bạn. Thứ hai là có gốc cây. Khi chúng ta bị vướng gốc cây phía sau là sẽ bị đứt tay. Các bạn lưu ý trước khi quăng chúng ta phải nhìn đằng sau. Hôm nay tại sao dẫn đây chỗ này nó không vướng gì để các bạn để lưu ý. Được không? Rồi, chúng ta sẽ lấy đà để cục mồi sau lưng. Xong chưa? Như này nè. Anh quăng trước nha. Rồi. Ủa? do cục mồi này bạn ấy bóp lâu rồi, nó bị tụt. Rồi một bàn tụt. Là mình quăng mình thả. Quăng coi nào. Sao cục mồi xẹp lép vậy em? Cục mồi nó như thế này rồi ạ. Như thế này thì có câu được không ạ? Đây là các cần thủ mới câu tập câu nó như vậy đó, cục mồi nó xẹp lép luôn. Các bạn chơi game các bạn cầm kiếm các bạn chém làm sao người ta như nào thì cái cần chúng ta đánh vào cái hướng thì chúng ta cũng sẽ đập cái cần như vậy ha. Rồi. Bây giờ anh sẽ làm cho các bạn nhìn nha. Thứ nhất chúng ta phải có chân trước chân sau nó có thế. Được chưa? Rồi. Thứ hai chúng ta quăng là quăng thẳng nha. À. Đó. Rồi. Rồi chúng ta sau đó chúng ta rũ dây một cái chúng ta đặt cần vào. Rồi, xúc cần. Xúc cần luôn. 2-3. Rồi cãi luôn. Cãi cho bà. Ok, đặt cần xuống. Ừ đúng rồi. Nặng quá. Khéo chết cô camera đằng mang đằng sau đó. Rồi để luôn. Nhìn này. Ôi cha. Rồi. Ok. Rồi tuyệt vời. Ném lại được không anh? Không, để gần đi, không sao. Gần có cá mà. Thường những anh em mình mới đi câu, như em mới tập câu á, thì chúng ta mua cần rẻ tiền thôi. Dưới 1 triệu là câu nó ok. Cái cần này toàn bộ là dưới 1 triệu. Ha. Câu hồ thì chúng ta sẽ câu cái cần cứng như này này. Và cái máy này là 8.000. Dây lớn một chút xíu. 8.000 là mã lực. Cái size.
size máy 8000 và cần 3m tới 3m2 thì cần đến là 3m2 và nó cứng, chúng ta câu được cá lớn như cá trong hồ dịch vụ, như cá hồ nào có cá lớn, cá cha bò bắt thoải mái. Là giống cái hồ bữa trước. Đúng rồi, giống hồ bữa trước anh em mình câu hồ Hoàng Hải đấy. Là nó lên được cả con mấy chục ký nhỉ? Được, vô tư luôn. Rồi cái hiệu cần là hiệu cần Sasuke. Đó. Thế là dạng này dạng rẻ tiền thôi, quen thường, quen thường. Rồi, cái cần này á là cũng dài bằng cần đó đồng 3m2 thì cần này vừa câu sông vừa câu hồ, nhưng cá nó nhỏ hơn, nó không bạo lực cái này. Đó. Thì cái cần này thì vào cái máy khoảng cỡ tầm 5 đến 6 nghìn là vừa. Còn cái cần cứng này chúng ta vào 6 đến 8 nghìn cái size là ok, là câu ok. Rồi, bây giờ tí nữa anh em mình sẽ thử câu cần này xem như thế nào. Đây, hai cái cây này em cầm, cây này nhẹ nè, đó, đây cây này đúng xì tay em nè. Ok chưa? Em cầm thấy cái cần thích không? Thích không? Thoải mái hơn cái này không? Cây này nó nặng. Rồi, giờ chiều ôm cái này về luôn. Được không? Quang nói không? Ừ. Cố lên! Cố lên! Cục bò. Sao quăng bên này? Rồi, quay vô, quay bớt dây vô. Rồi. Không sao. Đấy. Làm lại, quăng lại. quăng này, chết cái thằng đằng sau với em. Rồi. Quăng. À, vướng đầu cần, vướng đầu bu kìa, thấy không? Rồi. Tôi được cả. Ô, quá. Xong chưa? Xả dây, xả bớt dây. Rồi. Nó nặng quá Giang ơi. Rồi đổi chỗ Quốc ơi, quay đổi chỗ Quốc. Để bên này, để cho bạn này qua bên kia. Ok. Nhẹ nhẹ thôi. Ừ, cứ nhẹ nhẹ thôi. Kéo tay xuống hồ bây giờ. Đó, mà nó quá ngon đó. Đúng. Mắt kìa chết. Có cá. Nó có cá hả? Hợp tí. Rồi. Đó. Rồi, quấn cho bà. Đúng không, cục bò của mình hơi bị chất lượng nha anh Tú. Rớt một cục rồi, vẫn còn nguyên. Cục mồi gặp được lâu, rất là lâu. Ok. Cục mồi quá chất lượng. Tốn chết cái thằng kế bên luôn. Đóng cá, đóng luôn. Cần mình luôn kìa. Vướng rồi, vướng. Ui rồi. Sao cứng ngắc à? Hình như là bị kẹt vào sông rồi hay sao ấy? Kéo đi em, ra chưa? Mà cá nó kéo lại em. Ưa. Sao rồi, nó vô chưa? Dạ, chưa. À, cái này mắc dây quá trời. Ừ, kéo đi em, đánh con cá đi, bắt con cá này vào nha. Ui giời. Từ từ bắt đi ơi. Con cá gì bự không? Con này bự đó, con bắt đi. Dạ. Cua biết bự hay không mà thấy kéo không được. Nó đang vào nè. Nó đang bơi vào đó. Rồi. Xem cá này cá gì đây em ơi. Ừ. Đúng rồi. Đứng thẳng ra đây, xong quay vô. Xong quay vô. Qua đây anh Nghi, có cá chép hay cá chim hay cá cha đây. Cá phải nhá. Ui. Cái gì dính gì vậy? Ui. Ui. Sảy luôn, sảy luôn rồi. Sảy luôn rồi, một con bắt tôm càng cả ba luôn. Ôi, cái gì? Ôi, trời ơi. Cái này con gốc cây. Còn cá không? Còn em ơi, còn cá, phải đi kéo con luôn rồi. Để gỡ, còn cá. Đưa đây. Ôi, cái này nó bị quấn rồi. Còn cá. Còn. Cái này nó giống giật nè. Rồi, quay vô. Vậy là
vậy là con bên kia chứ nhở? Quay đi. Không phải. Con. Ủa sao nhẹ vậy? Quay lẹ lên. Lên rồi. Nó dướng dây luôn rồi này. Với đây thì thật. Cá cha. Sao, em thấy cảm giác sao em? Rất là phê anh, em tưởng là câu gốc cây rồi chứ sao? Vẫn con cá ở trong. Một tình huống pha bẻ lái cực kỳ chất luôn em. Này thì chê lừa đi. Ê lừa đi anh em ơi, ê đi. Rồi qua đây. Kéo qua đây. Đấy, bắt chưa? Nhậu thấy không sao? Bọn em. Đây là thành quả con đầu tiên toàn quốc đã kéo con cá vào. Một em cá cha. Rồi các em đi câu cá lưu ý nha. Chúng ta đi câu cá chúng ta lấy kìm gỡ nữa nha. Cái tay rất là nguy hiểm. Còn để chơi game chứ. Đó. Nó chạy mất. Rồi. Đi rõ đâu. Thành quả con đầu tiên. Rồi. Ok. Rồi. Hợp lý. Rồi đi. Để bên này đây, để treo đây nè. Chiều mình đưa về luôn. Không vẫn. Thế sao? Hôm nay em kéo cá thấy sao con đầu tiên? Con đầu tiên này nó kéo luôn cả khúc cây không phải mỗi cá. Mệt quá. Nó khuyến mãi cho em khúc cây đúng không? Ok. Rồi bây giờ tới giờ ăn trưa. Em thấy buổi ra ngoài hôm nay thiên nhiên như thế này như thế nào? Nói chung là ở đây thì em thấy nói chung ở đây toàn rừng với cây thôi. Mát mẻ ha. Rất là mát. Này mình ăn những món gì đấy? Hôm nay em kêu những món gì ăn đây? Ok thì ngày hôm nay là bọn mình off stream một hôm thì anh Trung với mình sẽ ăn những cái món này để ăn trưa là con cá này là con cá giá trị nhất này. Cái gì con cá gì? Cá tai tượng. Không phải cá nhà táng nha. Rồi, đây là sẽ có một cái lẩu cá bớp. Với lại cái gì đây nhỉ? Gỏi cá. Rồi đây là bò lúc lắc. Đấy, bốn món để ăn trưa như thế. Chắc sắp tới để có những buổi họp này anh em mình sẽ đi những cái nơi thiên nhiên hoang dã vậy để cho tim mình nó vui thoải mái để sau cái buổi làm việc nó được hiệu quả hơn. Vâng. Ok bây giờ thì hai anh em mình mời tất cả các bạn cùng dùng bữa với bọn mình luôn. Ok. Rồi ăn thử em. Ngắt cái này ăn thử cái đuôi coi. Em dứt luôn. To thế. Đấy đấy em. Dứt. Đó. Chấm ăn thử. Nước chấm đây. Rồi em ăn mắm kia. Mắm nào cũng được anh ạ. Rồi dứt. Rồi bây giờ mình ăn thử nhá. Thế sao? Ngon lắm mọi người ạ. Không biết nói gì ngoài dù ngon hết. Thấy anh em nói ngon mình phải làm tranh thủ làm miếng không hết bắt được. Ngon quá. Quá ngon luôn. Có món bò đúng khác ha. Úi trời ơi. Nóng cái cho cái tính đi. Ôi. Chạy vô không? Có đâu. Rồi mắc cái gì anh ơi? Mắc cái gì rồi á? Không, dây dùng rồi. Rồi dây dùng rồi. Sảy rồi. Không phải, con cá na nó chụp nó chụp xong rồi nó tụt ra. Chụp hụt á. Đây con cá này em ơi, hai con. Ôi hai con kìa. Đấy. Ui. Không biết cá gì chị ạ. Ôi, con cá bên kia nó bay như chim luôn kìa. Đây, hình như mắc rồi. Hình như kẹt rồi. Lẹ, lên. Hình như vướng rồi. Đây, cá chép. Ơ, đâu rồi? Ui. Mày chết với bố mày rồi con ơi. Lên đây. Lên đây. Ôi chặt đường con lưng cáo rồi. Lên.
Ui dồi ôi, con này nó không bơi được luôn ạ. Ngon luôn, ngon luôn. Anh giỏng luôn, thử ra. Tại vì lăng xe mà lăng xe. Anh nói anh là bà kiếm cá chép cho nè, kiếm cá chép. Cá chép vàng. Là đắng đi, là đắng lấy kiếm đấy. Đi chùa anh ơi. Hai cục vướng. Đi chùa vậy là của anh rồi. Dạ. Của anh hôm bữa hả? Phao này phao của anh Phương rồi. Phao của mình luôn mà. Đi luôn, tại sao phao đổ của anh Phương hả? Con này khỏe này, con này khỏe cưng. Bảy rồi rồi. Không, chạy vô nó dướng rồi. Quýnh ở đấy, quýnh đằng xe, quýnh sát bờ quá mà anh thấy không? Anh nói em đúng. Sao em? Có con cá được không bắt được, có buồn lắm em. Sáng giờ mới được giật có xíu mà. Giờ nó chạy vô cọc hết hả? Nó chạy vô cọc này là xa quá, nó không dứt được. Ra chưa? Ra chưa? Ra cái. Rồi đưa cho em mắt rồi. Rồi, hay quá. Cố lên em ơi. Rồi, chưa? Rồi. Ra rồi, ra từ từ kéo em ơi. Lên rồi, cố lên. Cố lên. Đâu rồi? Đứng cần anh em, đứng cần anh. Con này chắc bự hơn kia. Cá này, con cá này chắc ngàn cá kia luôn á. Cá này cá chép mà bự mà. Cá này chắc cá chép rồi. Cá chép. Nè, cố lên em ơi. Vô rồi, vô chưa? Ô, lấy vạt. Lấy vạt hỗ trợ, nó vạt che cá. Em xúc cho em đi. Em xúc đi. Thôi. Cá chép. Vận động viên xem thôi. Rồi, cá chép chà bá luôn. Cá kia luôn. Ô, hay quá em ơi. Ôi, con chép bự nhờ. Con này bự. Ồ, một cần thủ mới ra nghề. Có bắt được cá chép luôn, sướng không em? Ôi, đây câu kiểu lằng xề đấy, vào xúc rồi cá chép bự. Ôi, cá chép bự, xúc. Rồi, ô, tuyệt vời. Quá đá. Ôi, từ. Rồi. À, con này đá quá. Trời ơi. Ngon. Ngồi tay luôn. Sao? Em cho anh chút cảm giác câu cá như thế nào em? Sướng không em? Có phê. Có phê. Từ từ để anh gỡ nha. Từ từ. Rồi, bỏ gió. Quá đá. Rồi. Rồi, đóng mạnh cái đây. Đóng mạnh cho nó dính lưỡi vào. Ừ. Con này con đây. Thôi, con này con cá cha rồi. Trời ơi trời. Cá nó dưới đây. Được. Được. Chuyên nghiệp. Được. Nó chạy rồi, con cá cha rồi. Từ từ nhá, cần cái cần nhá, cho nó chạy mệt đi. Một bạn chuẩn bị vật để nó đang bơi kìa, vâng, cho chạy mềm đấy, cứ cho chạy mềm. Chạy sang bên kia, Đi qua bên kia, bước qua. Đây. Rồi, cho chạy mềm đi. Rồi, bước qua đây em luôn. Rồi, đúng rồi, rồi chưa? Gần tới. Cần cần chỉ mới là cái làm sao. Mắc cho em thì nó chạy mềm. Nó mắc hết vô mấy cái này đó. Ui. Tất cả mẹ nó mới tập chơi ăn. Mới câu lần đầu tiên tất cả ăn. Ok. Ui to lắm. Rồi đi. Ui. Rồi, cẩu lên. Ui to lắm. Ui to. Cẩu lên, đứng gần lên. Em sợ nó đứt dây. Đứng gần lên. Em kéo lại. Anh gào, em kéo. Em sợ nó đứt dây. Được. Rồi, xúc. Ui to. Rồi. Rồi, chúc mừng em. Rồi, chúc mừng. Yeah. Thế là con hai đến ba. Con này bự lắm á. Được. Đấu được con kia không? Được. Con này bự lắm. Con này mắt nó bị mồi ra. Rồi. Rồi nó có bắt hết vô mày kìa. Xong cái kìm gỡ, đừng có tay nữa câu á. Ê,
vẫn bịt mắt rồi, bịt mắt rồi. Bà sao? Hơn cá chép hơn bà. Hơn. Cá chép thấy có hiền nó nhảy xuống không? Một pha câu cá còn cần. Nè. Được không? Trời ơi, có ổn con cá ghê luôn á. Cẩn thận anh ơi. Ừ, hơi trơn anh ơi. Hạ sát cần hả? Ừ. Không mà băng qua được mà. Cái đọt cần cái đuôi cần cái lực đó luôn á. Để chống mà. Được không? Có cần này, có cần đấy không? Nè, nè, em đưa cho nó nè. Còn cá, có còn cá. Còn cá kìa. Con này chắc cá chê quá. Rồi, còn cá không? Con cá rô phi. Câu lên cây luôn. Một pha câu cá đi vào lòng đất. Rồi, sức rồi. Rất cá hả? Đồng phim. Rồi tặng các bạn cây kia thôi cây này. Đây một cây nhẹ nhẹ, cây nhẹ của em đúng không? Ờ, cây nhẹ của em. 5 con. Được sao? Dạ. Rồi. À, vậy cây này cất đi. Lên nãy ai chiến thắng nhỉ? Ai chiến thắng? Hai con què à? Hả? Câu này là con to nhất. Thì hả? Vậy thì đưa cho cậu cái cây này đi, để em lấy cây mới cho. Cho em giống cây này luôn như cây mới. Ủa, anh vừa ăn bẫy mà. Hả? Anh bẫy chúng mà. Đấy, anh bẫy chúng dài thì anh bẫy ăn. Anh bẫy chúng tên nghe mà. Ủa, bây giờ lấy ai? Bây giờ là lúc đầu mình kỳ là ai cá lớn nhất, ai là cái hay là nhiều cá nhỉ? Cá lớn nhất hả? Vậy ai con cá lớn nhất này, con cá nào đây? Ai bắt? Rồi về đây em là đội chiến thắng phải không? Rồi tất cả qua đây. Những bạn nào tham gia câu cá, 6 bạn đâu rồi? Rồi đội nào chiến thắng? Đây em ạ, à, hai người đâu, bạn bộ em đâu, bộ em đâu, qua đứng cái bộ thì cái đứng đây. Đúng chưa, quất đâu rồi. Rồi cầm cân. Em con nào mà to nhì trong này là của sắp em. Sắp còn em bạn nữa đâu rồi. Rồi đủ rồi á. Rồi, hôm nay, đâu bạn là chiến thắng bạn này hả, bạn này? Em. Anh tính đưa bên này rồi đó. Ok, hôm nay rất là vui, hôm nay Trung Nghĩa Phát Sinh đi câu cùng với team của Gao Bạc TV. Thì hôm nay đội của chúng tôi đã chiến thắng. Rồi, đã được thẳng thở một cây cần. Ây, cây cần Sasuke rồi. Và rồi, hôm nay nhân dịp hôm nay mình cũng tặng bạn Quốc một cây cần. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Gao Bạc. Đây là thành quả câu cá của ngày hôm nay của các bạn. Ha. Thôi các bạn hôm nay cho Trung chúc xíu về cái cảm nghĩ hôm nay chúng ta đi câu như thế nào, vui vẻ và ăn uống như thế nào. Cảm nghĩ của em là kiểu gì bữa sau phải đi tiếp. Rồi. Mai đi tiếp. Rồi có bạn nào mà chưa có cá thì kỳ sau mình sẽ trả thù nhá. Yeah. Rồi. Rồi cảm ơn các bạn. Rồi hẹn gặp lại trong video clip lần sau. Bye bye.